Xin chào anh em, tập trước anh em đã xem mình đá sân 7 tại Tuy Hòa rồi đúng không? Hôm nay sẽ là một trận sân 5 vô cùng hấp dẫn. Hai đội không có đồng phục nên đã quan sát đồng đội mỏi mắt luôn. Và cơ thể cũng ê ẩm nữa, lý do tại sao thì cùng xem hết nha. Cơ hội 3-1, đối diện thủ môn. Bắt bài được truyền ở đây nè. Còn bây giờ thì Kaede bảo vệ bóng. Nhận bóng mà bị quét vô một cái, nhưng chưa có phạm lỗi, bị quét thêm cái nữa. Grab bat chuyền cho đồng đội. Ok, lấy luôn. Hay. Ok. Đuổi. Ấy da. Ấy da. Tôi là Thi Freestyle. Ô la la, hôm nay tiếp tục có trận sân 5 tại sân trường Đại học Xây dựng, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Anh em cùng xem nha. Và đừng quên, cuối clip có giveaway. Aha, cầu này chân phải, che bên đây nè. Cơ hội phản công. Giả mang, đội mình mặc đồ tùm lum màu, đội bạn cũng tùm lum màu luôn. Hay quá. Giờ thì nhìn mặt để đá, chứ nhìn màu là thua rồi đó. Phất tất kiếm 30k. Trời ơi, đội bạn khép chân dữ quá. Cố gắng tung đường truyền cục 2 bằng chân nghịch, nhưng không được. Nhét cái khe cho đồng đội. Hơi bí nên đành phải quay về thôi. Cú dứt điểm của Đào Minh Nguyên. Phập luôn nè. Xít tí thì lấy được. Racing. Không cho chuyền về. Thu hồi bóng thành công. Thêm một cú đá nữa của Đào Minh Nguyên. Tách ra biên để nhận đường trả về. Dứt điểm nè. Đồng đội ở cột 2 đang chờ sẵn. Tiếc quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cầu buông một cục. Về được. Đường chuyền cục 2 của Đào Minh Nguyên. Đồng đội không lấy được. Bị phản công rồi. Tình huống 2-3. Bọc lót cho đồng đội kịp thời. Một áo xanh ra chờ bên kia đồng đội. Áo xanh ra chơi bên này đồng đội. Xuất xa. Hơi nhẹ rồi. Và cái anh áo vàng quần xanh này cũng là đồng đội. Đấy. Biến. Chậm đi. Mình bị theo nên đồng đội chuyền sang cánh bên kia. Tiếp tục là một cú đá của Đào Minh Nguyên. Giờ thì hơi cao. Chen. Ok. Ây cha cha. Nhanh. Quên. Nguy hiểm quá. Chọc cái khe này là đồng đội đối diện thủ môn. Về lại. Dứt điểm. Không vào. Cái nữa. Giữ được. Đây. Trời ơi, uổng quá. Thả đây là mình dứt được rồi. Ây cha cha. Cầu số 19 này nhanh khỏe quá. Bước qua. Tông gôn. Bóng vừa dội ngay góc A cũng thành. Thêm một cú đá nữa. Ok gôn. Rồi, có thủ môn xịn gánh nên không phải lo nữa rồi. Thoải mái mà chơi luôn. Đào Minh Nguyên đối diện 1-1. Cú lớp bóng kỹ thuật từ giữa sân. Trời ơi. Kiến tạo cho Đào Minh Nguyên. Bô lê nè. Thôi quên. Quên hay quá. Phạm lỗi rồi. La Cureta Bas Bana Bana à, 30k. Về lại. Ok. Rồi vô luôn. Kìa anh ơi. Một cú đá góc hẹp khiến mình ngỡ ngàng luôn. Số 19 này nhanh và khỏe lắm. Vô từ từ thôi. Ok, đổi người kèm luôn. Racing. Đào Minh Nguyên bắt trước mặt, đổi. Mình bắt sau lưng. Ok, ba con về. Gặt bóng một cái, thủ môn gãy rồi. Nhưng pha này chuyền cục 2 cho Đàm Nguyên thì ngon hơn. Keeper. Bị phập một cái tạch, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Bị phập thêm một cái nữa, quét trụ nằm một đống luôn. Đá đây không có trọng tài, nên ý thức mọi người là phạm lỗi xong thì trả bóng thôi. Bóng ngửa lên, bước lên Nguyên. Đội bạn thả ra bên trái, thủ môn bước ra là xong. Thủ quân. Rồi, 1-1. Không để qua. Xong.
Ô là là, anh em nghe tiếng mình thở dốc là hiểu rồi ha. Đỡ luôn. Vừa che cái khe ở giữa, vừa canh me bắt bàn chuyền về. Cầu này quá skill ghê quá. Minh rest sau lưng, Minh Nguyên rest trước mặt. Cửa hội phản công 2-1. Cửa hội đối diện thủ môn, lớp bóng kỹ thuật không vào. Bắt ba đường truyền ở đây nè. Bóng đã nằm trong tầm kiểm soát. Thay. Lâu quá không đá sân năm anh em ơi. Mệt quá sao mệt. Trời ơi, sân dở quá ta. Thấy cái là trời, đáng về phải tắm. Tắm kỹ luôn á, toàn cao su với cát không. Bữa tối không thấy, ban ngày thì toàn cát. Tiếp tục mạng 2. Hỗ trợ, chen chuyền thôi, chen chuyền. Keep up. Cơ hội 2-1 nhưng đội bạn đã không tận dụng được. Bây giờ tình huống 3-2 của đội mình. Đường chuyền cột 2. Ai da, thì thủ môn bắt bài. Sau lưng có đối thủ trả về cho chắc. 1 touch 2 touch. Phạt góc trả thủ áo xanh. Vừa đặt bóng vừa quan sát. Ở giữa siêu chống chạy. Đội bạn mất tập trung là mình lụm liền. Cú đá rất mạnh từ cầu thủ số 19. Xời, có thủ môn xịn thì lo gì nữa. Ồ, dứt điểm kỹ thuật Rabona. Cầu thủ áo trắng đó có skill cũng khá đỉnh chứ bộ. Một chạm, hai chạm. Lớp bóng kỹ thuật cho Đào Minh Nguyên. Thủ môn đã ra kịp thời. Quan sát theo đội ở giữa. Nhét cái khe này nè. A băng tè le hụt me. Diễn Nguyên. Bóng vô tình dội ra ngay vị trí của mình. Suốt tè. Cắm đầu lui về phòng ngự. Đi ngay gôn. Đi ngay gôn. Ok lấy. Bỏ gôn. Sân năm nó vậy đó. Suốt combo một cái là bị phản công liền. Phạm lỗi rồi. Nhiệm vụ. Che giữa. Che giữa. Che giữa. Không đủ không? Trời ơi, thua cho banh dễ quá. Lại có phạm lỗi, trả banh là xong. Outside touch. Liên tục là những tình huống sử dụng động tác giả. Lắc qua bên phải, dứt điểm. Bóng dội chân, cầu thủ đội bạn văng ra ngoài. Thay. Trời, đã 5 người mệt quá. Giới thiệu anh em biết đây là Đào Minh Nguyên, từng học Đại học Thể dục Thể thao ở thành phố Hồ Chí Minh. Người rủ mình đá trận banh ngày hôm nay. Giờ thì Nguyên không còn ở thành phố nữa mà về Tuy Hòa làm công ty nhà nước rồi. Nhìn cái thể hình này, cái bóng đúng là bá cháy bù chét luôn nha anh em. Cắt, ok. 2-1, 2-1 goal. Oh. Rồi, qua được goal là lụm rồi. Cái cũng chuyền khó, đó đường chuyền mất. Lấp. Ok, lấy luôn. Hay. Ok. Đuổi. Ấy da. Ấy da. Mỗi bên được có 6-7 cầu. Đã đến giờ này là đuôi. Ôi, trên kia đau luôn hả? Tiến bước lên. Rồi, sàn giữa. Ok, tiến qua lại. Cố lên. Rồi sang qua. Đúng rồi. Tiếp tục. Che biên. Chào sút. Gôn lấy. Qua đầu. Đóng được gôn. Đội bạn lên đá 5 cầu và cái kết. Tuyệt vời. Pha ghi bàn quá hay từ thủ môn mặc áo số 99. Xong pha này mình rút kinh nghiệm là gặp mấy đội trẻ khỏe như thế này thì nên chuyền bóng sớm. Ây da. Và một cái đau quá trời đau. Thứ gì em. Bước ra Nguyên ơi. Cắt bóng nè. Trong lúc đội bạn lượm banh thì quan sát xung quanh. Hay quá Quân ơi. Chọc khe vào trung lộ. Cơ hội. Về lại. Bóng vô tình dở ra ngay vị trí của mình. One touch cho lẹ luôn.
Ok, vậy luôn. Nhưng đồng đội không thể qua được cầu thủ số 19. Còn bây giờ thì người ai người nấy theo. Ây da. Chê bi. Đem luôn. Ok, sao? Đồng đội đổ bóng hụt. Vô tình luôn trời ơi. Phụ đi. Kéo bóng vào đây là bánh mì kẹp thịt nè. Pha lên bóng rất tốc độ. Hết đường biên ngang. Tốc Nguyên. Pha cặp bóng rất tốt của cầu thủ số 17. Không có phạm lỗi, đường chuyền cút hay. Bên team áo đỏ hồi nãy gỡ còn một trái nên sung lắm. Nhưng bây giờ thua một quả nữa là xì luôn. Gác hai banh nha anh em. Người trên, bỏ về dưới. Chê giữa và cho đi dọc biên. Qua chân trái rồi thì làm sao mà sút. Gỡ được. Lướt lên một xíu, chỗ này siêu chống chải. Không biết quả này mình truyền hay sút nữa. Đá biên cho cầu thủ áo xanh nhất chơi. Bị được. Nè. Truyền qua đây là mình lụm rồi. Ý cha. Thủ môn áo cam nằm một đống luôn. Sao? Đau à? Tôi banh bỏ bớt cái tay. Đau quá nên cũng hơi quạng một xíu. Thôi không sao, đá tiếp thôi. Theo 1-1. Áp sát một cái là bị đẩy ra liền. Thủ môn bước ra, mình lót cục 2. Y bài luôn. Hay quá. Hạ Nguyên, 2-1. Đã ngang được. Và bây giờ là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. T90 Avenger chiến thắng với khoảng cách 3 bàn cách biệt. Rồi, cảm ơn. Ok, mình làm bộ hình đó. Ok, chụp tấm hình. Rồi, cảm ơn. Ok. Ok, kết thúc trận bóng sân 5 khá hơi ẩm tại sân bóng Muse, thành phố Tuy Hòa. Như thường lệ anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trung Thi và ngay sau đây là Giveaway. Mấy trận bóng giao hữu sân 5 như thế này thì có cần trọng tài hay không? Tại sao? Mình sẽ tặng ngay chiếc áo mà mình đang mặc hàng new của Rain Sport Việt Nam cho anh em nào có comment hay nhất.